Cũng giống giống y hệt thì là chưa, nhưng mà đúng là cái thời điểm cũng là thời điểm 18 tuổi, bước vào vào cái đường đời ấy, thì em cũng để tuột mất một tình yêu đầu đầu đời. Bài rap ông Bụt là vì em đã tham gia ca khúc này ở trong chương trình The Hero rồi, và đây cũng là một bài hát mà nó có cái đoạn melody em khá là thích, và trong tương lai rất có thể em sẽ remix lại ca khúc này để cho ra mắt mọi người. À vâng, em thì em vẫn chia sẻ khi mà với mọi người, em vẫn thường chia sẻ là hồi còn đi học em yêu rất nhiều đó, nên là cũng em nghĩ là cũng một phần vì thế nên bây giờ mình đã có đủ trải nghiệm để bắt đầu ngoan hơn. Chứ em nghĩ là chưa đủ trải nghiệm thì khó ngoan lắm. À, phi công là một cái nghề mà hồi đi học thì Quân rất là yêu thích, bởi vì là được đi đây đi đó, được bay sang nước ngoài, mỗi lần ở bên nước ngoài lại còn có lương riêng, rồi là được lái cái chiếc máy bay ở trên bầu trời cũng là một cái trải nghiệm, nói chung là rất là thích đó. Nhưng mà về sau thì mẹ Quân có đi xem bói, mẹ thấy bói bác không hợp, thế là sợ nguy hiểm nên là thôi. À, cái món quà đấy là một bạn fan ở ngoài Hà Nội tặng cho em, là một cái con gấu bông rất là to, và đến bây giờ em vẫn đang nằm ở trên giường của em và hàng ngày đi ngủ cùng em. Thì anh Kawai là một cái, em nghĩ là một cái tên mà có thể đảm bảo được cái chất lượng của một cái sản phẩm âm nhạc, một cái MV của sản phẩm âm nhạc đó. Thì lần này đây cũng là một cái sản phẩm mà Quân khá là tâm đắc, từ phần âm nhạc cho đến giai điệu cho đến ca khúc này. Nói chung đây là một ca khúc mà Quân tâm đắc, vì thế là mình muốn dành những cái gì tốt nhất cho cái sản phẩm lần này. Thế là Quân đã chọn Mặt Gửi Vàng anh Kawai. Thực ra Quân và cả anh Kawai cũng đã có dự định kết hợp với nhau từ cách đây hơn 2 năm rồi, nhưng mà do dịch bệnh nên đến bây giờ hai anh em mới có thể ngồi lại để làm việc với nhau lại được. Em cũng rất là hy vọng là sẽ cái MV này cũng sẽ gọi là tạo nên một cái gì đấy ấn tượng ở trong trong lòng người xem. Đó, còn được hay không thì chắc là vẫn phải nhờ đến khán giả chứ, Quân không biết được, không biết trước được. Dạ. Dạ vâng, chắc chắn là em rất là thích rồi. Đó, nhưng mà đương nhiên là vẫn về về kỹ kỹ thuật diễn thì đương nhiên là vẫn còn rất là nhiều những cái hạn chế. Đó, nên là em nghĩ là khi nào mà em quyết định là sẽ lấn sân sang phim ảnh thì lúc ấy em sẽ phải đi học, thì mới có đủ khả năng để mình tiếp nhận được những cái vai diễn khó mà đạo diễn giao cho. Cũng giống giống y hệt thì là chưa, nhưng mà đúng là cái thời điểm cũng là thời điểm 18 tuổi, bước vào vào cái đường đời ấy, thì em cũng để tuột mất một tình yêu đầu đầu đời. Bây giờ Quân sẽ vào luôn điệp khúc đúng không ạ? Đùa chẳng vui đâu em nhé, chẳng ai muốn một lời chia tay, đừng bóp tim anh như vậy, thật sự anh không muốn nghe. Đừng làm như thế, cứ hét lên cho hà hê, cứ mắng anh như ngày xưa, còn hơn em chẳng nói gì. Nhìn mắt anh trả lời anh đi, liệu em vẫn còn cần anh không? Vị trí anh ở trong lòng, liệu còn hay đã mất? Em thích nhất là câu cứ hét lên cho hả hê. Cảm giác nó nghe nó gần gũi, cảm giác nghe nó đâu đó ở trong ngoài ngoài cuộc sống bình thường cũng sẽ có những cái câu nói như vậy. Đó, và nó cũng là một câu em nghĩ là khá là đặc biệt ở trong bài hát này. Và lời cuối cùng thì cho phép Quân xin gửi lời chào và lời cảm ơn tất cả quý vị khán giả của Điện ảnh .net vì đã ngồi đây nghe anh em chúng tôi tâm sự với nhau. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Từ từ, em đi làm hết bao nhiêu tiền? 9 số 0. Eric gọi hỏi vay 1 tỷ để làm đám cưới bạn sẽ nói gì? Nếu mà tao có thì tao cho mày mượn.
còn tao không có thì tao cũng sẽ cho mượn vừa vừa nếu được.